cơn đau em cần chi phải lo, vì mình thương nhau dây tơ hồng lại nói thành đôi. Anh thấy vui anh khi hai gia đình mình nghĩ tình, tin toán cho cơn gốc này đâu xa thế. Chúng tôi tổ chức sự kiện nhà giàn toàn giang rất là nhiều. Quý giáo thể thân mến, chúng tôi trình trọng tuyên bố lễ này dâu dâu nhà rể đã thành công. Xin cảm ơn hai bác sẽ cùng trở về bên dưới để tiếp tục sự lễ thành hôn của cô dâu và chú rể. Hôm nay bánh cưới nơi những miền quê thăng hoa trong điểm cảm xúc, sẽ cùng với cô dâu và chú rể của chúng tôi chấp cánh thêm qua ba tầng bánh cưới với nhiều màu sắc nhất. Hai em bây giờ sẽ cầm tay nhau cắt tầng bánh to nhất ở dưới cùng. Một tầng bánh để cảm ơn tới ông bà, bố mẹ, ông cha, bà chú của hai bên gia tộc. Quý vị cổ vũ sức khỏe cho thể mẫu trai vỗ tay thật to đi ạ. Rồi, mạnh lên, mạnh thành kiểu gì cũng xin con trai thưa quý vị. Vâng, mạnh lên, vâng, thật tuyệt vời thưa quý vị. Thật chuyên nghiệp của chai rượu đầu tiên. Xin được cô dâu và thưa thể, do nên ta biết rượu đi ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Chúng tôi đến từ một chương trình đại lễ thành hôn đẹp nhất sau mùa Covid, đến từ trung tâm tổ chức sự kiện nhà giàn Toàn Giang, một thương hiệu tổ chức sự kiện uy tín hàng đầu trên mảnh đất quê hương Tân Yên, đang làm thông điệp thông qua sự ủy nhiệm từ gia đình bà An để công năng cầu nối cũng như chúc mừng, để cảm ơn toàn thể quý vị khách quý đã về đây để chúc mừng hạnh phúc với ly rượu xà vui thắm tình vợ chồng tuân vợ tuân chồng tan tác biển đồng cũng ca. 1, 2, 3 bắt đầu. Vỗ tay vỗ tay thật to để công ty ơi. Xin cảm ơn. Chú rể của chúng ta em cầm chiếc nhẫn bé giúp tôi, và cô dâu sẽ cầm chiếc nhẫn to giúp ban tổ chức. Hộ chú rể đưa tôi cầm hộ, tôi để đây. Tôi đến 1, 2, 3 hoặc 3, 2, 1 chút nữa thì bạn sẽ treo trên bàn tay trái của vợ mình ngón tay giáp út chiếc nhẫn cưới, và treo nhẫn cho vợ xong mình sẽ hôn lên bàn tay của vợ mình một nụ hôn. Bạn nhé, thuận vợ, thuận chồng, ta tát biển đồng cũng cạn. Và quý vị ở dưới đó thôi, vỗ tay không phải mất tiền, vỗ tay ta chỉ để động viên nhau kịp thời. Một tràng vỗ tay thật to cho cô dâu rể, để không quý vị ơi. Cảm ơn, 3, 2, 1, bắt đầu.